quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Còn nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Còn nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 21 tháng 7 năm 2010. Địa điểm: Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông. Tập 86. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 94, dòng thứ 5, xem từ câu thứ 2. Tại Dương Xá Thành, Kỳ Xà Quật Sơn Trung, Sứ Thành Tự Giả, Dương Xá Thành cổ hữu nhị thuyết, Nhất Diết Thượng Mao Thành, Nhất Diết Hàng Lâm Thành, Lưỡng Thuyết Bất Nhất. Đây là điều thứ tư trong sáu thứ thành tựu, tức xứ thành tựu, là nơi chốn Đức Phật giảng kinh. Đức Phật giảng ở đâu? Kinh văn chép tại Dương Xá Thành. Chẳng nói trụ mà nói tại. Trung Quốc vào thời cổ dùng chữ hết sức cẩn thận. Đức Phật chẳng còn chấp trước thân tướng, như trong kinh Kim Cang Bát Nhã đã nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đức Phật thực sự chứng đắc, chứng đắc pháp thân. Pháp thân ở đâu? Không chỗ nào chẳng tồn tại, không lúc nào chẳng tồn tại. Do vậy chẳng thể nói Ngài ở nơi đâu. Trọn khắp pháp giới, tận hư không giới đều là chỗ trụ của Ngài. Cho nên chỉ có thể nói Phật ở tại nơi đâu, giống như chúng ta đến Bắc Kinh thăm Hoàng Cung, thấy Tử Cấm Thành to gần ấy, Hoàng Thượng ở trong đó. Nơi đó lớn dường ấy, Hoàng Thượng ngự nơi nào? Ở trong một căn nhà nào? Hay trong đình cát nào? Trong quá khứ chẳng thể nói Hoàng Thượng trụ. Vì sao? Vua là Tứ Hải Di Nội, Mạc Phi Dương Thổ. Lãnh thổ quốc gia chính là trụ xứ của vua. Vua ở trong quốc gia này. Hiện thời vua đang ở chỗ nào? Ở trong quốc gia, chẳng thể nói vua trụ chỗ nào. Nếu ra ngoại quốc, có thể nói vua trụ trong Trung Quốc. Đối với Triều Thanh thì nói vua nhà Thanh trụ trong Đại Thanh Quốc. Nói như vậy thì được. Đối với Phật, quý vị biết pháp thân của Phật là trọn khắp pháp giới, hư không giới,
trong đại vũ trụ. Đại vũ trụ chẳng có gì ra ngoài, không có lớn ra ngoài, không gì nhỏ chẳng gồm trong. Do vậy, đối với Phật, điều đó là tại. Ngài tại chỗ nào? Thuở Đức Phật tại thế, thành Dương Xá cũng là một tiểu quốc. Đức Phật xuất thế nhằm đời châu tại Trung Quốc. Chứ gì phải hiểu, thuở ấy quốc gia chưa thống nhất. Vì vậy, chúng ta đọc sách vở thấy vào đời châu có 800 chư hầu. Một nước chư hầu rộng chừng bằng một quyền hiện thời, còn nhỏ hơn quyền một chút. Một quyền có thể có 2-3 nước chư hầu. Bởi lẽ đại quốc là 100 dặm, tiểu quốc là 50 dặm, kích thước là 50 dặm, có thể nói giống như một hương trấn hiện thời. Vào thời cổ là một tiểu quốc. Đời châu có hơn 800 quốc gia. Tại Ấn Độ cũng giống như vậy, cũng đều là những tiểu quốc san sát. Trong kinh nói là 60 đại quốc dương. Những nước tương đối lớn thì ước chừng to bằng một quyền hiện thời, đã rất lớn rồi. Đại quốc đó nhé. Hiểu đại lược hoàn cảnh địa lý và lịch sử như vậy. Tại Dương Xá Thành, nơi nào trong thành Dương Xá? Trong núi Kỳ Xà Quật. Ngoài thành Dương Xá có 5 quả núi. Đây là một quả núi trong 5 quả núi ấy. Nói ra mọi người đều biết Đức Phật đã giảng không ít kinh ở núi này. Phía sau sẽ còn giới thiệu, cho nên trước hết nói về xứ. Thành Dương Xá có 2 thành Dương Xá. Một là Cựu Thành, 2 là Tân Thành. Chúng ta đọc đoạn này sẽ biết. Từ trước tới nay, các vị tổ sư đại đức đều khẳng định Đức Phật trụ nơi Cựu Thành. Vì Tân Thành sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật viên tịch mới được xây. Đương nhiên Phật trụ tại Cựu Thành, chẳng trụ tại Tân Thành. Do vậy, Ngài trụ tại thành Thượng Đệ. Chúng ta xem đoạn kinh văn được trích dẫn kế tiếp và cách giảng của các vị đại đức xưa kia. Kim cứ trí độ luận trung viết Phật Niết Bàn hậu. Điều này rất trọng yếu. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật bát Niết Bàn, tức là sau khi Ngài nhập diệt, A Xà Thế Vương dĩ nhân dân chuyển thiểu cố, xã Dương Xá đại thành, kỳ biên cánh tác tiểu thành. Thành nhỏ là Tân Thành, tức là thành Hàng Lâm. Do vậy có thể biết, sau khi Đức Phật diệt độ, thành thị ấy chẳng hưng dượng cho lắm, dần dần suy di, số người ít ỏi. Sau khi dân chúng đã ít đi, vua A Xà Thế cảm thấy chẳng thuận tiện lắm, bèn bỏ thành cũ, xây một thành mới ở bên cạnh. Thành mới nhỏ hơn, quy mô nhỏ hơn, đấy là thành Hàng Lâm. Chân giải dân, Bổn Dương Xá thành giả, Thượng Đệ Cựu Thành giả. Bổn là nguyên gốc, thành Dương Xá ban đầu là Cựu Thành. Canh tác tiểu thành giả, Hàng Lâm Tân Thành giả. Đó là Tân Thành. Thử ký Phật diệt hậu, xà dương trúc chi, Phật hà trụ hậu thành hồ. Đức Phật đã viên tịch, làm sao Ngài có thể ngự tại thành sau? Đương nhiên là thành trước. Thành trước là Cựu Thành. Kim chánh Phật sở trụ xứ, minh tri thượng đệ thành giả. Đó là Cựu Thành, mà cũng là Đại Thành.
thử thuyết khả chứng. Phật thuyết thử kinh thị tại cựu thành, từ ân truyền dân. Hãy nên biết, từ ân truyền là Đại Đường Tây Dực Ký. Từ ân truyền là tác phẩm do Huyền Trang Đại Sư ghi lại những chuyện trong thời gian Ngài Lữ Du. Trong sách ấy có một đoạn như thế này: Dương Xá Cựu Thành, Sử Ma Yết Đà Quốc Trung. Cổ tích quân dương đa trụ kỳ nội, kỳ thành hữu sinh hảo hương mau, cố cử di sưng. Vì thế gọi là Hương Mau Thành. Hữu Nhật Vọng Tây Sớ Giết, Nhật Y Tông Gia, Ưng Thị Thượng Mau. Thượng Mau là Cựu Thành, Tông Gia là Thiền Đạo Đại Sư. Người Nhật hết sức sùng kính Thiền Đạo Đại Sư, thông thường chẳng gọi tên Ngài mà gọi là Tông Gia. Vọng Tây Sư Ý, Diệt Dị Kinh Trung Chi Dương Xá Thành, tức Thượng Mau Cựu Thành, tử thuyết khả tính, cố bất dẫn dị thuyết. Những vị cổ đức khác cũng có những điểm tranh luận chẳng cần nhắc tới. Chúng ta tin tưởng thuyết này vì Tân Thành được xây dựng sau, tức là sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ mới kiến tạo. Đức Phật chẳng thế nào ngự tại Tân Thành, cho nên thành Dương Xá được nhắc tới trong kinh là cổ thành. Chúng ta lại đọc đoạn tiếp theo: Pháp Hoa Luận Dân. Như Dương Xá Thành thắng dư nhất thiết thành xá cố, hiển thử pháp môn tối thắng nghĩa. Đây là nói đến ý nghĩa biểu thị pháp trong nhà Phật. Ý nghĩa này rất quan trọng. Người Hoa nói là địa linh nhân kiệt. Nơi ấy có linh khí, nhất định có thánh hiền trụ tại nơi ấy. Chúng ta học Phật nhiều năm như thế, chúng ta biết Đức Phật đã dạy chúng ta một câu rất quan trọng: cảnh chuyển theo tâm. Cảnh là hoàn cảnh. Do vậy chúng tôi đổi lại nhân kiệt địa linh, nghĩa là nơi đây có thánh hiền trụ thì nơi đây tự nhiên có linh khí. Vì sao? Cảnh chuyển theo người. Hai cách nói này đều thông suốt, đều có lý. Nếu nơi này rất linh, nhất định sẽ ung đúc sinh ra thánh hiền, bậc đại thánh đại hiền sẽ sanh ở nơi đây. Mà các đại thánh đại hiền ở chỗ này, nơi này sẽ tụ tập linh khí. Vì thế nhân kiệt địa linh hay địa linh nhân kiệt, nói kiểu nào cũng đều thông suốt, nhưng ý nghĩa khác biệt. Đức Phật trọn chẳng xuất sanh tại thành Dương Xá, nhưng do Đức Phật giảng rất nhiều kinh ở nơi đây nên nơi ấy có linh khí. Hơn nữa, trong các nước lớn tại Ấn Độ thời cổ, có thể nói là thành này hưng dượng nhất, là thành thị lớn nhất. Đức Phật giảng kinh tại nơi đây cho thấy bộ kinh này thù thắng khôn sánh, mang ý nghĩa này. Vì thế tiếp đó sách viết Ngũ Thiên Trúc Hữu Thập Lục Đại Thành. Đây là 16 đại quốc dương thường được kinh nhắc tới. Họ đều là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, đều quy y Đức Phật, theo Phật học tập, là hộ pháp tại gia của Đức Thế Tôn. Họ cũng là tại gia đệ tử. Trong 16 đại thành ấy, thành Dương Xá lớn nhất. Kinh Pháp Hoa giảng tại nơi đây, Kinh Vô Lượng Thọ cũng giảng ở chỗ này.
giảng chẳng ít kinh tại đây. Thời gian Đức Phật trụ tại nơi này khá dài. Tiếp đó sách lại nói: Hữu Đại Bảo Tích Kinh Luận Dân. Vân vân, hà cố thử pháp duy, dương xá thành thuyết, phi dư thành khuếch. Đây là lời vấn đáp được giả lập trong bộ luận ấy. Vì sao Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ phải giảng tại thành Dương Xá? Vì sao Đức Phật chẳng giảng ở nơi khác? Đáp viết: Thích thử pháp môn pháp dương trụ xứ cố, dụ như Dương Xá, Dương Sở chỉ trụ, cố danh Dương Xá. Thử pháp môn diệp phục như thị, pháp dương trụ xứ, thích thành thử nghĩa cố, thuyết trụ Dương Xá thành. Sự lý biểu thị pháp hoàn toàn tương ứng. Thử pháp là pháp niệm Phật thành Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, bởi lẽ pháp dương là Phật. Kinh này nói về điều gì? Trụ xứ của Phật. Quý vị học bộ kinh này, trụ trong kinh này, quý vị bèn thành Phật. Biểu thị ý nghĩa ấy. Vì thế, sánh ví với Dương Xá. Người Hoa gọi Dương Xá là Hoàng Cung. Ai ngự trong Hoàng Cung? Hoàng thượng ngự. Chỗ Hoàng thượng ở gọi là Hoàng Cung, là Dương Xá. Thử pháp ở đây nói, đối với pháp này cũng giống như thế. Bộ kinh này nói về điều gì? Trụ xứ của chư Phật Như Lai nói tới điều này. Quý vị có thể tiến nhập pháp môn này sẽ thành Phật. Nêu bài ý nghĩa này. Do vậy nói là trụ Dương Xá thành. Quý vị thấy ý nghĩa này thù thắng dường nào. Do vậy nhất định phải hiểu nghĩa thú được biểu thị trong Phật pháp. Không cần dùng đến ngôn ngữ. Quý vị vừa nhìn, vừa tiếp xúc, liền hiểu rõ. Trong đạo tràng của Phật giáo Trung Quốc hoàn toàn là biểu thị pháp, nhưng người hiện thời chẳng hiểu. Kiến trúc hình thức cho đến màu sắc của đạo tràng không có gì chẳng nhằm biểu thị pháp. Những gì lục căn của quý vị tiếp xúc toàn là biểu thị pháp. Nếu quý vị thật sự hiểu, chẳng cần nói một câu nào, quý vị vào tự viện Am Đường đi một vòng, Phật pháp ở ngay trong đó, tâm quý vị sẽ đầy ắp. Người hiện thời gọi điều này là nghệ thuật quá sự giáo học. Quý vị thấy, từ mấy ngàn năm trước, Phật pháp đã đi theo hướng nghệ thuật. Trước tiên giới thiệu ý nghĩa biểu pháp của thành Dương Xá, núi cũng biểu thị pháp. Kỳ Xà Quật Sơn thị Dương Xá thành ngoại ngũ sơn chi nhất. Tên ảnh sớ viết Kỳ Xà Sơn. Kỳ Xà là tiếng Ấn Độ, là tiếng Phạn. Thử phiên danh linh thú sơn giả. Người Trung Quốc thường nói tới linh thú. Linh sơn nhất hội là nói về nơi này. Vì sao gọi là Linh Thú Sơn? Thử Sơn đa hữu linh tiên cư trụ,
Cố Danh Di Linh. Người Hoa gọi là Thánh Hiền, người Ấn Độ gọi là Linh Tiên. Diệt hữu thú cư chỉ thử sơn. Loài chim này giống như chim ưng, cũng sống trên núi này nên gọi là thú. Hữu thử sơn đảnh tự thú đầu, hữu danh thú đầu sơn. Giống như Hương Cảng của chúng ta, mọi người đều biết núi sư tử của Hương Cảng. Chúng ta từ Hương Cảng nhìn sang Cửu Long, núi ấy quả thật rất giống một con sư tử nằm phục nơi ấy. Chúng ta gọi núi ấy là Sư Tử Sơn. Núi này cũng có chót núi giống như đầu chim ưng, nên gọi là thú đầu sơn. Tây Dực Ký Chí Thử Sơn viết, đây là ghi chép của Huyền Trang Đại Sư Lão Nhân Gia. Bắc Sơn Chi Dương nghĩa là phía bắc thành Dương Xá. Phía bắc của núi ấy, cô tiêu đặc khởi, ký thê thú điểu, hữu loại cao đài, không thúy tương ánh, đồng đạm phân sắc. Có thể thấy vẻ đẹp của núi ấy qua lời hình dung của Huyền Trang Đại Sư. Như Lai Ngự Thế Thùy Ngũ Thập Niên, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Trong 49 năm ấy, Đa Cư Thử Sơn quảng thuyết diệu pháp. Trong một đời Ngài, thời gian Đức Phật trụ tại chỗ này lâu nhất. Vì thế, giảng rất nhiều kinh ở nơi đây. Trí Đồ Luận viết, Kỳ Sơn Ư Ngũ Sơn Trung Tối Thắng Cố. Sở dĩ thù thắng nhất là gì? Thứ nhất, Thử Sơn Tinh Xá, trận thành Nhi Năng Thượng. Núi rất hiểm trở, không dễ gì trèo lên được. Trận thành cố khất thực bất bì. Tòa ấy, đối với nơi cư trú, giảng học, Đức Thế Tôn chọn lựa gần chỗ thành thị hoặc hương trấn. Vì sao? Mọi người đều ra ngoài ôm bát khất thực, nếu ở quá xa sẽ chẳng thuận tiện. Cách xa khoảng 3 dặm đường là thích hợp nhất. 3 dặm đường thì khất thực khá thuận tiện. Nan Thượng Cố Tạp Nhân Bất Lai. Do vậy, do thời cổ tại Trung Quốc, tự viện Tùng Lâm đều được xây dựng trên núi cao. Cũng do ý nghĩa này. Người bình thường chẳng có chuyện gì, chẳng muốn trèo lên núi. Vì sao? Lên núi ấy cũng tốn thời gian tối thiểu chừng nửa ngày. Người ta phải làm việc nửa ngày, đâu có thời gian rảnh rỗi để trèo lên núi ấy. Tự viện am đường thuở ấy, thời Đức Phật không có tự viện. Đức Phật luôn ở trong núi rừng, nghỉ dưới cội cây, giữa trưa ăn một bữa, không có chỗ trụ cố định, nhưng luôn ở trong một khu núi. Vừa thuận tiện khất thực mà cũng chẳng quá xa, nên có thể hiểu rõ tình trạng sống của họ. Thứ hai, Thị Kỳ Sơn Phước Đức Các Xứ. Vì sao? Chỗ ấy chư thánh nhân hỷ trụ xứ, Phật Di chư thánh chủ cố đa trụ. Các vị thánh hiền đều chuộng tu hành ở nơi này. Đức Phật cũng chẳng rời họ.
những gì ấy, hiền nhân, La Hán, Bồ Tát đều thường hướng về Đức Phật thỉnh giáo. Nếu Đức Phật trụ quá xa cũng chẳng thuận tiện cho họ. Vì hướng dẫn những vị này nên Đức Phật cũng hay ngự tại nơi này. Đó là nguyên nhân thứ hai khiến cho núi này được gọi là Phước Đức Cát Xứ. Thứ ba, Kỳ Xà Sơn Thị Tam Thế Chư Phật Trụ Xứ Cố. Đây là một nơi được quá khứ, hiện tại vị Lai Bồ Tát thành Phật chọn lựa để tu hành. Giáo học, giảng kinh, truyền pháp là một nơi rất thích đáng. Do vậy, chư Phật đều thích chỗ này. Thứ tư, thị trung thanh tịnh, hữu phước đức, nhàn tĩnh cố. Núi này thanh tịnh, thích hợp để dưỡng đạo. Kinh Phật thường nói A Lan Nhã. A Lan Nhã là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán tịch tịnh xứ. A Lan Nhã cũng có tiêu chuẩn. Thời cổ, những nơi như vậy quá nữa là lấy nông nghiệp làm phương thức sinh nhai chủ yếu. Làm ruộng chẳng thể không có trâu cày. Tiếng trâu kêu rất to. Nơi họ ở không nghe thấy tiếng trâu kêu trong nông thôn, nên cũng rất thanh tịnh. Hoàn toàn khác với xã hội hiện thời. Trong xã hội hiện tại, gần như tìm không được nơi thanh tịnh. Trên núi cao còn có tạp âm của máy bay. Vì thế, con người trước kia thật sự có phước báo. Hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển, con người chẳng còn phước báo nữa. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Nhất thiết chư Phật hành xứ, thập phương chư Bồ Tát tán thán cung kính, bát bộ đại lực chúng thần sở thủ hộ, cung kính cúng dường xứ cố, chư đại thừa kinh đa tại thử sơn thuyết. Đây là nói đúng như thế. Trên núi này có nhiều thần tiên, nhiều thánh nhân, có thần hộ pháp, cung kính, cúng dường nơi ấy. Vì vậy, Đức Phật nói rất nhiều kinh đại thừa tại nơi ấy. Chúng ta xem điều thứ năm, tức điều cuối cùng. Thị trung thập phương vô lượng trí huệ, phước đức lực đại Bồ Tát, thường lai kiến Thích Ca Mâu Ni Phật lễ bái, cung kính tính pháp cố, chư đại thừa kinh đa tại thử sơn thuyết. Nêu ra những nhân duyên khiến cho thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế đã ngự tại núi này giảng kinh thuyết pháp trong một thời gian dài. Núi này hết sức có duyên phận với Đức Phật. Pháp Hoa Luận cũng nói Kỳ Xà Quật Sơn Thắng Dư Chư Sơn,
Phật tại Ư Thử Thuyết hiển thử pháp tối thắng. Cố Bổn Kinh Tức tại Thử Sơn Thuyết. Đây là dẫn chứng kinh điển nhằm giới thiệu nơi chốn Đức Phật nói kinh này, hòng chứng tín với chúng ta. Thật sự có một nơi để thuyết pháp. Chúng ta xem câu kế đó. Giữ đại tỳ kheo chúng dạng thị thiên nhân câu. Đó là tính chúng. Bổn phẩm độc tiêu tỳ kheo chúng cặp Bồ Tát chúng. Khi cụ hạ hội tập bộ kinh này, đã chia phần chứng tín thành hai phẩm. Kinh văn rất dài. Trong phẩm thứ nhất, tín chúng chỉ nói đến tỳ kheo chúng và Bồ Tát chúng. Số người không nhiều. Phẩm thứ hai, đệ nhị phẩm mạc quảng tiêu dư tam chúng đệ tử cặp chư thiên chúng. Kinh văn được trích dẫn ở đây. Hữu hữu tỳ kheo ni ngũ bách nhân thanh tín sĩ thất thiên nhân. Đấy là tại gia cư sĩ. Thanh tín nữ là tại gia nữ cư sĩ, có 500 người. Có dục giới thiên, sắc giới thiên, chư thiên, phạm chúng, tất cộng đại hội. Cuối kinh lại có một đoạn văn như thế này. Chư Bồ Tát thanh văn thiên long bát bộ nhất thiết đại chúng văn Phật sở thuyết giai đại quan hỷ tín thọ phụng hành. Từ sự ghi chép này, chúng ta biết pháp hội này rất thù thắng. Ngay cả trời người trong tam giới đều đến tham dự. Cả kiến thuyết kinh thời, hội trung hữu chư đại Bồ Tát, thanh văn, tỳ kheo ni, thanh tín sĩ, thanh tín nữ, trực chí chư thiên phạm chúng. Đấy là Đại Phạm Thiên, Thiên Long Bát Bộ, thảy đều đến nghe pháp. Hàm lai thính pháp thử nải lục thành tựu trung chi chúng thành tựu. Quý vị thấy có những người nào tham gia pháp hội này? Hội trung hữu Bồ Tát thanh văn, chư thiên nhân đẳng và những người ở trên thế giới này, địa cầu này, tứ chúng đệ tử nhị dạng nhân đồng văn, phi thị A Nan độc văn thì khả chứng tín. Chẳng phải là một mình A Nan nghe. Khi ấy bọn phàm phu mắt thịt chúng ta trông thấy những người phàm, chỉ riêng những người phàm mà đã đông hơn hai dạng. Pháp hội này thù thắng quá. Tiếp đó lại nói chi tiết giải thích. Trước hết nói tỳ kheo là gì. Giữ đại tỳ kheo, giữ giả cộng đồng chi nghĩa. Rất nhiều vị đại tỳ kheo tham gia pháp hội, biểu Phật giữ đại chúng công tại hội trung, đều ở trong đại hội này. Tỳ kheo thị phạn ngữ, danh hàm tam nghĩa, cố bất phiên. Tại Trung Quốc chẳng tìm được danh từ thích đáng để phiên dịch, nên dịch âm rồi ghi thêm lời giải thích. Danh từ này có ba ý nghĩa. Thứ nhất là khất sĩ. Khất là xin xỏ. Người Hoa gọi họ là khất cái. Khất cái xin cơm ăn.
nhưng là sĩ. Sĩ là người có đạo đức, có học vấn. Đúng là mỗi ngày họ đi khất thực. Tại Trung Quốc vào thời cổ, nhân dân được chia thành bốn giai cấp: sĩ, nông, công, thương. Địa vị trong xã hội khác nhau. Sĩ là người đọc sách, được thế gian tôn trọng nhất. Tuy người đọc sách chẳng có địa vị, cũng chẳng có của cải, nhưng được mọi người tôn kính. Vì sao? Người ấy đọc sách hiểu lý. Người Hoa tôn trọng họ. Trước đây đọc sách đúng là đọc sách thánh hiền. Từ nhỏ dở lòng đã đọc sách thánh hiền, hiểu lý hiểu sự. Mãi cho đến đời Hán, nhằm thời Hán Vũ Đế, người đọc sách mới có lối ra. Vì sao? Quốc gia cần quý vị. Chứ gì phải biết, Trung Quốc được thống nhất là do Tần Thủy Hoàng thống nhất. Tuy đã thống nhất, xã hội động loạn, cũng có nghĩa chẳng phải là đời thịnh trị an định đích thực. Không có. Mãi cho đến đời Hán, Hán Vũ Đế là vị hoàng đế thứ bảy của nhà Hán, mới chính thức đi theo phương hướng chế độ hóa. Quốc gia thống nhất cần nhân tài giúp đỡ nhà vua cai trị, hình thành một nước lớn thật sự, chẳng phải là tiểu quốc. Những chư hầu giống như thời cổ hoàn toàn không còn nữa. Các nước chư hầu đều biến thành quận, huyện. Quận giống như tỉnh hiện thời. Dưới tỉnh có huyện. Đối với các nhân viên công vụ thuộc các tầng lớp ấy, cần phải có nhân tài. Tìm người ở đâu? Tìm người đọc sách. Vì thế, học giỏi sẽ là sĩ. Sĩ là vì quốc gia phục vụ, tiếp nhận chức vụ do đế vương giao phó. Vì vậy hình thành chế độ khảo thí. Do vậy, đối với người đọc sách trong nước, học hành là chuyện thuộc về gia đình, là gia học. Dạy dỗ trong nhà, tư thục là trường học dành cho con em trong gia đình. Bởi lẽ xưa kia, Trung Quốc từ cổ đến nông nghiệp đến lập quốc luôn là đại gia đình. Người càng đông càng dễ làm đụng, ít người sẽ bị khó khăn, đông người sẽ dễ kiếm sống. Do vậy, để con em trong gia đình có thể học hành, nhất định phải mời thầy về dạy trong nhà. Vì thế, tư thục là trường học của con em trong gia đình. Học hành rất khá, sẽ tham gia các kỳ thi của chính phủ, huyện khảo. Thi đậu trong cuộc thi tại huyện sẽ gọi là tú tài, tức là quý vị đã được chọn. Nhưng vẫn có tuyển cử. Tuyển cử cũng là chế độ được đặt ra vào thời Hán Vũ Đế. Quan viên địa phương phải tuyển nhân tài cho quốc gia. Tuyển những ai? Chọn từ nhi đồng, chọn lấy đồng tử,
Đồng tử nghĩa là chưa thành niên. Tại Trung Quốc, thành niên là 20 tuổi. Tuyển đồng tử là phỏng vấn, điều tra những kẻ chưa tròn 20 tuổi. Quan viên xưa kia chẳng giống hiện thời, có tivi, có hình chụp, quý vị biết mặt. Trước kia dân chúng không biết mặt mũi quan viên. Nếu ông ta chẳng mặc quan phục, quý vị sẽ chẳng biết ông ta là quan. Ông ta mặc thường phục đi thăm dò, tuyển nhân tài cho quốc gia. Tiêu chuẩn tuyển nhân tài là gì? Chính là hai chữ hiếu liêm. Chọn lấy kẻ hiếu liêm, nghĩa là đứa nhỏ này hiếu thảo với cha mẹ, ở nhà có thể hiếu thảo với cha mẹ, thì đối với quốc gia sẽ có thể tận trung, trung với đất nước, trung với nhân dân. Điều kiện thứ hai là liêm khiết. Liêm khiết sẽ chẳng tham ô. Quý vị thấy, quốc gia chọn người để dùng dựa trên hai chữ, một là hiếu, hai là liêm. Thi đậu huyện khảo là tú tài, sẽ chẳng cần phải lo về cuộc sống. Quốc gia ban cho quý vị một phần bổng lộc, thuở ấy là cấp gạo. Quý vị đọc Liễu Phàm Tứ Quấn sẽ thấy tiên sinh Liễu Phàm thi đậu tú tài, một năm được nhận 90 mấy thạch gạo, sống được chẳng phải lo lắng. Chăm chỉ học hành, chuyên tâm học hành, lại tham gia khoa thi của tỉnh, đỗ khoa thi của tỉnh sẽ là cử nhân. Những kẻ ưu tú, cử nhân đặc biệt ưu tú, đều có thể được bổ nhiệm làm quyền trưởng. Hiện thời gọi chức vụ này là quyền thị trưởng, hoặc làm những mạc liêu cao cấp. Tương đương với chức bí thư trưởng hiện thời, là mạc liêu bậc nhất. Lại đi thi, vừa nhậm chức, vừa học hành, còn có thể tham gia cuộc khảo thí của quốc gia, gọi là điện thí. Thi đỗ sẽ gọi là tiến sĩ. Thời đó tiến sĩ, cử nhân, tú tài đều là danh xưng học vị, là học vị thời cổ, giống như các danh xưng học vị tiến sĩ, thạc sĩ, học sĩ trong nhà trường hiện thời. Thi đậu tiến sĩ thường được trung ương bổ nhiệm. Nhân tài của đất nước được bồi dưỡng như vậy, mãi cho đến đời Mãn Thanh, gần như chế độ này được áp dụng trong 2000 năm. 2000 năm đã thay đổi triều đại bao nhiêu lần, nhưng chế độ này chẳng biến đổi. Bất luận kẻ nào làm hoàng đế đều dùng phương pháp này để chọn lựa nhân tài. Bởi lẽ đây là một chế độ rất tốt đẹp, đã duy trì Trung Quốc suốt 2000 năm. Khiến lịch sử ghi chép Trung Quốc là một nước ổn định lâu dài, đó là quy chế hiếu liêm. Chế độ này hay lắm, chế độ này rất trọng yếu. Cho nên tuyển cử hiếu liêm, hiếu liêm là từ nhỏ đã học trong gia đình, học từ trường tư thục, cha mẹ dạy bảo, thầy dạy bảo quý vị. Trung và hiếu là nhất thể. Liêm là không cho sẽ chẳng lấy. Trong Phật Pháp nói là chẳng trộm cắp. Quý vị mới có thể tận trung giữ chức. Giống như Mao Chủ tịch đã nói, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ. Nếu chẳng có hai chữ ấy, kẻ ấy chẳng vì nhân dân phục vụ, sẽ vì chính mình mà phục vụ. Vấn đề ấy vô cùng nghiêm trọng. Do vậy, khất sĩ
Sĩ là người đọc sách, thật sự có học vấn, có đức hạnh. Bản thân Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là khất sĩ. Vì khất thực, khất pháp. Khất thực, vì ký xuất gia dĩ. Khất cầu, tự hoạt. Bất sự, kinh doanh. Vô sở, trữ tích. Dạng duyên câu phóng, nhất ý thanh tu. Cố giết, khất thực, dưỡng thân. Thân thể chúng ta sống trong thế gian này cần phải có điều kiện cơ bản sinh tồn. Điều đầu tiên là ăn uống. Những người tu hành, đọc sách, tu dưỡng đạo đức, chẳng theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, họ sống bằng cách nào? Sống bằng cách khất thực, đi xin từng nhà. Người Hoa trọn chẳng tôn trọng cái ăn mày. Trong xã hội, ăn mày có địa vị thấp nhất, gọi là bần tiện. Bần là chẳng có của cải. Tiện là chẳng có địa vị xã hội. Những người khất thực khác hẳn. Có học vấn, có đức hạnh. Nên tại Ấn Độ hết sức tôn kính loại người này. Chỉ cần gặp, nhất định sẽ cúng dường. Vì thế, khất thực tại Ấn Độ vào thời cổ cũng như tại Thái Lan hiện thời, theo Phật giáo Nam truyền, không có vấn đề gì. Người ta thật sự cúng dường quý vị. Hiện thời tại Trung Quốc khất thực cũng rất khó khăn. Quý vị chẳng thể khất thực tại Hương Cảng, không có ai cúng dường quý vị. Vì thuở ấy tại Ấn Độ, theo phong tục tập quán, mọi người rất tôn trọng những người tu hành ấy. Cho nên họ sống theo cách ấy. Giữa trưa ăn một bữa, khất thực mà phải một ngày đi xin ba lượt sẽ làm phiền người ta. Quý vị còn tu hành gì được nữa? Suốt ngày từ sáng đến tối ra ngoài tìm thứ gì để ăn cũng chẳng tránh khỏi là quá tham lam. Vì thế Đức Phật quy định ăn một bữa mọi người càng tôn kính. Ăn một bữa có đủ không? Đủ. Thân thể chúng ta là một cỗ máy. Để cỗ máy ấy hoạt động cần phải có năng lượng. Khởi nguồn năng lượng là ẩm thực. Ẩm thực là nguồn cội để bổ sung năng lượng. Nhưng máy móc có máy hao xăng, có máy đỡ tốn xăng. Rốt cuộc tiêu hao năng lượng ở chỗ nào? 95% là tiêu hao bởi vọng niệm. Phiền não và vọng niệm tiêu hao năng lượng rất nhiều. Quý vị phải bổ sung với một mức độ lớn. Ba bữa vẫn chưa đủ, còn phải ăn điểm tâm. Nếu tâm địa thanh tịnh, không có tạp niệm, một bữa là đủ. Khẳng định đã đủ rồi. Dẫu lao tâm, lao lực, khối lượng công việc nhiều đến mấy, tiêu hao năng lượng ít ỏi. Năm xưa tôi cầu học, thân cận thầy Lý tại Đài Trung, tức lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Khối lượng công việc của lão nhân gia nói chung tối thiểu phải bằng 5 người. Thầy phải làm công việc của 5 người. Nếu quý vị muốn gặp thầy, nhất định phải hẹn trước một tuần. Nếu không, thầy chẳng có thời gian. Thời gian của thầy đã sắp xếp kín hết rồi. Có việc công lượng to như thế, mỗi ngày thầy chỉ ăn một bữa.
bắt đầu từ năm 30 mấy tuổi, mãi cho đến khi chết già mấy chục năm. Mỗi bữa lại còn ăn rất ít. Bạn đầu bé xíu, mỗi bữa ăn, thầy ăn hai cái mạng đầu, bánh bao không dân, mỗi cái to bằng quả trứng gà. Thưa quý vị, tiền chi dụng mỗi ngày là 2 đồng Đài Loan, một tháng là 60 đồng. 60 đồng chỉ bằng khoảng 1 đô la mấy chục xu. Thời đó hình như 1 đô la bằng 40 đồng Đài Loan. 1 đô la rưỡi là tiền chi dụng hàng tháng của thầy. Không dễ dàng. Là tại gia cư sĩ, nhưng lão nhân gia hành trì cả đời giống hệt như người xuất gia, nhưng chẳng mặc y phục của người xuất gia. Tôi theo học với lão nhân gia tại Đài Trung. Trước khi đến Đài Trung, tôi đã học Phật khoảng hơn 1 năm. Tôi học Phật nửa năm bèn ăn chay, giữ trường chay khoảng 1 năm rưỡi. Tôi luyện tập bỏ bữa tối, mỗi ngày ăn 2 bữa. Đến Đài Trung thấy thầy hành trì như vậy, tôi nói tôi phải đến học theo ngài, cũng học giữa trưa ăn 1 bữa. Tôi học đến tháng thứ 8 mới trình với thầy. Thưa với thầy, tôi nói mỗi ngày con ăn 1 bữa. Thầy hỏi đã bao lâu? 8 tháng rồi. Thế nào, thân thể có cảm giác chẳng thoải mái hay chăng? Thưa không, rất bình thường. Thầy vỗ bàn, hãy vĩnh viễn giữ như thế. Vì sao? Cuộc sống đơn giản, suốt đời chẳng phải cầu cạnh ai. Cổ nhân Trung Quốc nói rất hay: nhân đáo vô cầu, phẩm từ cao, buông xuống vạn duyên. Nhưng mỗi bữa tôi ăn nhiều hơn thầy. Rốt cuộc là trẻ tuổi, tu dưỡng chẳng bằng thầy. Khối lượng công việc của tôi chẳng nhiều như thầy. Nhưng mỗi bữa tôi phải ăn 3 cái mạng đầu. Chỉ dùng mỗi ngày phải dùng tới 3 đồng. Một tháng tốn 90 đồng, còn thầy 60 đồng là được rồi. Chúng tôi không có cách nào làm không được. Do vậy biết tâm vị lão nhân ấy thanh tịnh, chẳng có tạp niệm. Cô bảo tôi, cô bắt đầu hành trì như vậy khoảng 36-37 tuổi. Khi tôi quen biết thầy, cụ đã 70 tuổi. Cụ mất năm 97 tuổi. Tôi ở cùng với thầy, cụ đã 70, mà thoạt nhìn như người 50 mấy tuổi. Chúng ta còn thấy tấm hình do ông Giang Vật Tử chụp cho thầy ngồi dưới một gốc cây to. Cụ ngồi nơi đó. Hình chụp năm cụ 90 tuổi. Quý vị thoạt nhìn ngỡ cụ chừng 60 mấy tuổi. Vì thế biết khỏe mạnh chẳng do ăn những thứ tốt lành. Thầy Lý ăn những thứ vô cùng đơn giản, do chính mình nấu, chẳng có ai chăm sóc, tự mình chăm sóc mình, ăn ở do chính mình lo liệu, tự mình nấu cơm, rửa chén, rửa niêu, giặt quần áo. Chúng tôi tiếp xúc không thể chẳng bội phục cụ. Chín mươi lăm tuổi cụ mới chịu để cho 2 đồng học chăm sóc.
Trước khi 95 tuổi, chẳng có ai chăm sóc, cho thấy thân thể cụ khỏe mạnh nên mới có thể tự lo liệu. Vì thế, Thầy đã nêu gương cho chúng tôi. Đức Phật dạy chúng ta khất thực nuôi thân. Quý vị mới thật sự có thể buông xuống được, thật sự chẳng có phiền não. Khất pháp giả tham sư phỏng đạo, lộ túc phong sang, tuân cầu diệu pháp, kỳ thành thánh quả, cố viết khất pháp dưỡng tâm. Người sống trong thế gian thật sự giác ngộ thì điều gì trọng yếu nhất? Đạo trọng yếu nhất. Nhà Phật nói như vậy, mà cổ thánh tiên hiền Trung Quốc cũng nói một câu. Lúc đó Phật pháp chưa truyền tới Trung Quốc. Quý vị thấy phu tử đã nói: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, chẳng sống uổng. Bởi lẽ cổ nhân học hành vì trọng đạo. Người hiện thời học hành, hiện thời tới trường là vì lẽ nào? Để trong tương lai sẽ có công việc tốt trong xã hội, phát đạt, vinh hoa, phú quý, nhằm mục đích này. Bậc thánh hiền không có quan niệm này. Khổng Tử cả đời thật sự sống nghèo hèn, chẳng có của cải, cũng không có địa vị, là dân nghèo. Ngài làm quan Tư Khấu nước Lỗ. Nước Lỗ hiện thời là huyện Khúc Phụ, Tế Nam là nước Tề. Thời đó nước Lỗ là một huyện hiện thời. Vua nước Lỗ chẳng phải là huyện trưởng hiện thời ư? Làm quan Tư Khấu nước Lỗ 3 tháng, bị người ta hạ bệ. Vì sao? Ngài muốn làm một vị quan tốt. Quý vị muốn làm một ông quan tốt vì dân dân phục vụ, còn kẻ khác vì muốn công danh phú quý của chính mình, quý vị sẽ đụng chạm kẻ ấy. Chẳng giống với kẻ ấy còn có thể tiếp tục làm nữa hay chăng? Do vậy Khổng Tử thông minh, từ chức không làm nữa, về nhà dạy học, lo giảng dạy. Dạy 5 năm qua đời. Sau này Hán Vũ Đế chấp nhận đề nghị của Đổng Trọng Thư. Hán Vũ Đế muốn thống trị quốc gia, dạy bảo dân chúng. Lúc ấy đối với Chư Tử Bách Gia, dùng phương pháp của ai để dạy? Đổng Trọng Thư đề nghị Khổng Mạnh. Hán Vũ Đế chấp nhận, bèn dùng đạo Khổng Mạnh làm quan niệm chủ yếu để giáo dưỡng nhân dân trong nước. Tôn Khổng Tử làm Vạn Thế Sư Biểu. Khổng Tử lúc sống có nằm mộng cũng chẳng nghĩ tới. Nếu nghĩ đến chuyện này, cần gì phải làm quan? Cần gì phải chu du liệt quốc? Giáo học thật hay. Chuyện này có người đã nghĩ tới, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nghĩ tới. Quý vị thấy, Ngài 30 tuổi khai ngộ. Sau khi khai ngộ, không làm quốc vương mà dạy học. Dạy suốt 49 năm, 79 tuổi viên tịch. Phật pháp gọi con đường mà Bậc Thánh Hiền đã đi là thành Phật chi đạo.
Khổng Tử đến tuổi già bất đắc chí, một dạ muốn làm quan để thi thố quan niệm ái dân ái quốc của ngài. Nhưng chẳng có ai dùng. Bất đắc dĩ trở về quê nhà dạy học. Về quê hương năm ấy, ngài đã 68 tuổi, 73 tuổi mất, dạy học 5 năm. Quý vị thấy, ngài dạy học 5 năm, trở thành vạn thế sư biểu. Đấy là sự nghiệp thánh hiền. Tại Ấn Độ là thành Phật chi đạo, tại Trung Quốc là sự nghiệp thánh hiền. Chẳng phải là bậc thánh hiền sẽ chẳng thấy. Nói theo bây giờ, con đường này rất khó đi. Quý vị thiếu quyết tâm, không có nghị lực, chẳng thể chịu khổ, sẽ đi chẳng lọt. Không chỉ chịu khổ, mà còn phải chịu hết mọi nỗi khuất nhục, thì mới có thể đi trót lọt. Tôi đi theo con đường này 59 năm, rất nhiều đồng học biết, chẳng phải là dễ đi. Trước lúc 70 tuổi, cười đến kiếm chuyện, nói chung đặc biệt nhiều. Sau 70 tuổi, đỡ hơn một tí, vì 70 tuổi sắp đi. Khổng Tử 73 tuổi đã mất, 70 tuổi gần như là xong rồi. Mọi người buông tha quý vị. Chứ trước khi 70 tuổi, người ta chẳng buông tha. Do vậy, con đường này cũng rất khó đi. Sau khi đi hết, quý vị sẽ thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh, thành Hiền. Nếu quý vị chẳng thể chịu khổ, bị kẻ khác chướng ngại, chướng nạn, nói thật ra, chẳng phải là ai khác, mà là chính mình. Bất luận kẻ khác quỷ bán cũng thế, mà làm nhục cũng thế, hãm hại cũng thế, đều là tốt, đều là các trạm kiểm soát liên tiếp, khảo thí đấy. Nếu quý vị vượt qua được, những người ấy sẽ là những vị thầy tốt. Không có những người đó, làm sao quý vị được mài dũa lên người? Quý vị làm sao có thể bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định, bát nhã? Đều do vượt qua những trạm kiểm soát mà thành. Sau đó, ta sẽ cảm ơn những người ấy. Không có họ, làm sao quý vị thành tựu cho được? Xưa nay, trong ngoài nước, nói đến chuyện thành tựu thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối chẳng tìm được. Há có ai được vậy? Phật cũng không được. Quý vị thấy cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật, bao nhiêu kẻ đến kiếm chuyện, trong là lục quần tỳ kheo, trong nhà bức quà, trong các đệ tử, họ gây ra rất nhiều vấn đề. Ngoài là lục sư ngoại đạo, nội ngoại giáp công. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện cho chúng ta thấy như như bất động, dùng định, dùng huệ để hóa giải những chướng nạn ấy. Nay chúng ta muốn cầu học khó khăn. Từ xưa đến nay chưa hề có ngoại lệ, nhất là trong thời đại hiện tại càng khó khăn. Thiếu công phu nhẫn dục, chẳng có bố thí trì giới, sẽ càng khó khăn hơn. Ba thứ ấy là cơ bản, phải nhẫn nhục. Nếu không, quý vị sẽ chẳng thể thành tựu. Thật sự phát tâm, nhằm lúc khó khăn hiện tiền, chúng ta chỉ có cách cầu Phật. Phật lực gia trì, tự nhiên có người hảo tâm đến giúp đỡ.
hộ trì chúng ta. Nhưng bản thân chúng ta tâm niệm phải đoan chánh, kiên định. Hễ có mảy may nào lệch về phía tiếng tâm, lợi dưỡng là xong luôn. Đấy là gì? Là nghiệp chướng của chính mình. Bao nhiêu kẻ thất bại ở chỗ này. Thật đó, công phu mấy chục năm bị hủy trong một buổi, rất đáng tiếc. Hễ bị hủy, bèn phải luân hồi, lại chẳng biết đến đời nào kiếp nào quý vị mới được làm thân người, lại gặp gỡ Phật pháp, quay lại thử coi quý vị có thể xui lọt trong đời ấy hay không. Đời nào có thể xui lọt thì quý vị sẽ thành tựu trong đời ấy. Trong thuận cảnh tâm có mãi mãi tham luyến xong rồi. Khi gặp nghịch cảnh có đôi chút tâm oán hận cũng xong luôn. Quý vị muốn thành công, chỉ có một tấm lòng cảm ơn. Thuận cảnh, thiện duyên, cảm ơn. Nghịch cảnh, ác duyên, vẫn cảm ơn. Quý vị mới có thể thành tựu. Tôi vừa mới nói với quý vị về sao Hang Vũ Đế chọn lựa nhân tài cho quốc gia, chọn người vừa hiếu vừa liêm. Trong Phật môn cũng chẳng có ngoại lệ. Hai chữ ấy thiếu sót một chút cũng không được. Đạo Thánh Hiền là văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Đạo Thánh Hiền cũng bao gồm Phật Đạo, chẳng có ngoại lệ. Do thích đạo muốn thành tựu, phải dung bồi căn cội hiếu liêm thật sâu. Có căn cội sâu xa ấy, quý vị mới có thể trì giới. Trì giới là gì? Giữ quy củ. Quý vị mới có thể nhẫn nhục. Đầy đủ những điều kiện ấy, coi như quý vị đã có phần nửa điều kiện để thành công. Trong cuộc sống thường nhật phải tiết kiệm, chính là vì muốn dung bồi phước. Có phước thì phải trao cho đại chúng hưởng, cho nên tự hưởng. Người khổ nạn trong thế gian này nhiều lắm, hãy thường nghĩ đến họ. Phải khiêm hư, phải nhún nhường, thật sự quá giải, tiêu trừ tạp khí ngạo mạn của chính mình. Người khác có tạp khí ngạo mạn, chẳng thể nói ta không có. Trong ý niệm ta không có đã tràn ngập ngạo mạn, nhưng chính mình chẳng biết. Vì sao nói tràn ngập ngạo mạn? Vì theo như Đức Phật đã dạy, ngạo mạn là bẩm sinh. Kể từ đời nào? Kể từ khởi nguyên của sanh mạng. Trong kinh Đức Phật đã giảng rất hay, nhất niệm bất giác bèn có vô minh. Từ trong tự tánh biến thành một vọng tâm, tức A Lại Gia. Trong A Lại Gia tròn đủ tham sân si mạng. Quý vị thấy mạt na là chính mình. Chính mình do đâu mà có? Phát sanh đồng thời với vũ trụ. Có bốn thứ thường đi theo tứ đại phiền não tham sân si mạng. Thứ nhất là ngã kiến, chấp trước thân là ta. Trong A Lại Gia không chỉ chấp trước thân mà còn chấp trước ý thức là ta. Chúng ta thường gọi ý thức là linh hồn, hoặc gọi là linh tánh. Vì sao linh tánh vẫn chấp trước? Trong tứ thánh pháp giới gọi là linh tánh.
hay là A-lại-da, hay Mạt-na, đều do chưa chuyển thức thành trí. Chuyển Mạt-na thành bình đẳng tánh trí là gì? Là minh tâm kiến tánh. Là viên giáo sơ trụ Bồ Tát trong Hoa Nghiêm, vượt thoát mười pháp giới. Chỉ cần chưa vượt thoát mười pháp giới, vẫn là dùng A-lại-da để xử sự. Bất quá trong tứ thánh pháp giới sử dụng A-lại-da chánh đáng. Vì sao sử dụng chánh đáng? Hoàn toàn chiếu theo giáo huấn của Phật, Bồ Tát thật sự làm được. Cho nên người ấy thuần chánh giống như Phật, nhưng chưa dùng chân tâm mà dùng A-lại-da. Nếu chuyển thức thành trí, bèn vượt thoát mười pháp giới, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Thật đấy, chẳng giả đâu. Vì vậy, trong tứ thánh pháp giới, Bồ Tát Phật vẫn dùng A-lại-da. Vẫn là thức thứ sáu, tức ý thức phân biệt. Thức thứ bảy là Mạt-na chấp trước, vẫn có những thứ ấy, nhưng rất nhạt. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Khi nào ta chẳng còn ngạo mạn? Khi minh tâm kiến tánh. Quý vị thoát đi mười pháp giới sẽ có thể nói như vậy. Tham sân si mạn đều không có. Quý vị chưa vượt thoát mười pháp giới, làm sao có thể nói là chẳng có tham sân si mạn? Chúng ta hiểu rõ đạo lý này mới thật sự nhận biết chính mình. Cổ dân Trung Quốc nói, có người phải tự hiểu mình, tự mình phải nhận rõ mình. Ta là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Phật Bồ Tát trong mười pháp giới cũng chẳng phải là thánh nhân. Quý vị thấy trong giáo pháp Đại Thừa, các hữu tình trong lục đạo gọi là nội phàm. Lục đạo là giới tuyến, ngoài lục đạo tứ thánh pháp giới gọi là ngoại phàm. Vẫn là phàm phu, nhưng là phàm phu ở ngoài lục đạo. Nhất định phải đoạn sạch vô thỉ vô minh, vượt thoát mười pháp giới thì mới là thánh nhân. Trong Phật môn họ được gọi là tiểu thánh. A-la-hán là tiểu thánh, đó là tôn kính họ. Họ chưa phải là thánh thật sự. Vì sao? Trong ba loại đại phiền não, họ chỉ đoạn kiến tư. Đoạn kiến tư phiền não, chẳng chấp trước pháp thế gian và xuất thế gian, nhưng còn có phân biệt vọng tưởng, nên gọi họ là tiểu thánh. Nếu lên cao hơn, biết chi Phật, Bồ Tát, Phật thuộc trong tứ thánh pháp giới, cao hơn tiểu thánh một chút. Chúng ta thường gọi chung các ngài là thánh nhân, chẳng phải đại thánh. Đại thánh là gì? Phá vô minh, vượt thoát mười pháp giới, chứng đắc sơ trụ trong viên giáo, đó là đại thánh. Trong cõi thật báo trang nghiêm, 41 địa vị pháp thân đại sĩ được gọi là đại thánh. Chúng ta gọi họ là Bồ Tát Ma Ha Tát. 41 địa vị pháp thân đại sĩ là Ma Ha Tát. Phật Bồ Tát trong mười pháp giới được gọi là Bồ Tát. Thêm vào chữ Ma Ha Tát thì chẳng phải là trong mười pháp giới, mà thuộc về nhất chân pháp giới, là Bồ Tát trong cõi thật báo trang nghiêm. Đối với người học giáo pháp Đại Thừa, đây là kiến thức thông thường, kiến thức cơ bản, cho nên không biết. Biết những điều này chúng ta cũng rất khiêm hư. Biết chúng ta thật sự là phàm phu, đúng là phàm phu. Làm sao có thể ngạo mạn cho được? Vì thế nhất định phải học khiêm ti. Đạo lý ở chỗ này,
khiêm ti thì mới có thể thất pháp dưỡng tâm. Những người nào dạy chúng ta, phải biết, phải học theo thiện tài đồng tử. Ai là thiện tri thức? Trừ ta ra, mỗi cá nhân đều là thiện tri thức. Thiện tài đồng tử thành tựu như thế đó. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, thảy đều là thiện tri thức. Thanh Lương Đại Sư đã nói rất rõ ràng, 53 lần tham học là trải qua sự việc để luyện tâm. Luyện tâm gì? Luyện thanh tịnh, bình đẳng, giác. Hoàn cảnh có thuận và nghịch. Hoàn cảnh và nhân sự có thiện và ác. Toàn bộ hoàn cảnh và nhân sự đều là thiện tri thức. Trong tâm mục của thiện tài đồng tử, thiện tri thức là Phật. Vị thiện hữu ấy là Phật, chẳng phải là Bồ Tát. Thiện hữu là chư Phật Như Lai thị hiện chỉ dạy ta. Đó là học đạo sống động, chẳng phải là trên văn tự. Người ấy biểu hiện rất khá, là thiện nhân. Chúng ta thấy người ấy trong tâm hoan hỷ. Thôi rồi, hỷ là gì? Hỷ là cảm tình, thất tình ngũ dục, mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, ham muốn. Quý vị động tâm thì sao? Động tâm bèn bị nhiễm dơ. Thấy thiện hạnh, trong tâm thật sự khởi lòng bắt chước, tôn kính nhưng chớ nên tham luyến. Người ấy có biểu hiện rất đáng ghét, gặp mặt quý vị liền căm hận, chửi mắng, đánh đập quý vị. Đó là thiện tri thức, chớ nên có tâm oán hận. Hễ có tâm oán hận, thôi rồi, quý vị lại dễ động, thất tình ngũ dục. Do vậy, trong hoàn cảnh, trong quan hệ giữa con người với nhau, phải đoạn gì? Đoạn sạch thất tình ngũ dục, chẳng phải quý vị đã thành Phật ư? Nếu quý vị có thất tình ngũ dục, sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo, ngay cả tiểu thánh cũng không thể chứng đắc. Đoạn thất tình ngũ dục, chứng tiểu thánh thoát lục đạo còn có tứ thánh. Vẫn phải rèn luyện trong tứ thánh, đó là rèn luyện di tế. Đối với những rèn luyện di tế ấy, cũng chẳng động tâm, thật sự vĩnh viễn trụ trong vô lượng thọ. Cái nhân để tu trong kinh vô lượng thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Quý vị thường ở trong thanh tịnh bình đẳng giác, đó là nơi chốn chúng ta vừa mới đọc, thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật. Nó tượng trưng cho ý nghĩa này. Tâm thật sự thường trụ trong thanh tịnh bình đẳng giác sẽ thành công. Quý vị mới có thể thật sự cảm ơn hết thảy hoàn cảnh, cảm ơn hết thảy nhân sự. Sáu căn của quý vị tiếp xúc cảnh giới sáu trần là gì? Đó là Phật Bồ Tát. Quý vị đã thấy Phật, thành tựu rồi. Những điều ghi chép trong kinh Phật chính là sách giáo khoa. Đó là gì? Hướng dẫn, chỉ dẫn quý vị công phu chân thật ở chỗ nào trong cuộc sống. Quý vị thành tựu đoạn phiền não, chứng bồ đề là chứng đắc trong cuộc sống, chẳng liên quan gì đến sách vở. Vì thế, giống như Lục Tổ Đại Sư đã nói, Ngài nghe Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng niệm kinh Niết Bàn. Niệm xong, Tổ giảng đạo lý cho bà ta. Giảng đến nỗi Tỳ Kheo Ni vô cùng vui vẻ, cầm kinh bổn đến hỏi, hướng về Tổ thỉnh giáo. Ngài nói, ta không biết chữ. Ni sư hỏi, không biết chữ, cớ sao Ngài giảng hay như thế?
điều ấy chẳng dính dáng tới chuyện biết chữ hay không biết chữ, sống đọc. Đại Phương Quảng Phật, Hoa Nghiêm Kinh là gì? Nếu quý vị nghĩ Kinh Bổn là Kinh Hoa Nghiêm, chật rồi, đó chẳng phải là Kinh Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng Phật, Hoa Nghiêm là toàn thể vũ trụ, là y báo, là chánh báo, trang nghiêm trong 10 pháp giới, sống động. Cuộc sống sinh động là Đại Phương Quảng Phật, Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng là thể tướng dụng của tự tánh. Lẽ nào nằm trong sách vở? Đâu có đạo lý ấy. Chúng ta học Phật chết cứng nơi sách vở, quý vị làm sao có thể khai ngộ cho được? Bởi lẽ sách vở là hướng dẫn, giống như chúng ta đi đường phải xem bản đồ. Bản đồ chẳng phải là nơi đó. Quý vị muốn đến nơi ấy, nhưng chẳng thật sự tìm cách đến nơi đó. Chỉ cần nhìn vào bản đồ có đến được hay chăng? Quý vị dứt bỏ bản đồ thì mới đi đến được. Con người hiện thời cố gắng học và vận dụng sống động, để ấy rất có ý gì. Chúng ta phải học và vận dụng sống động Phật Pháp ở chỗ nào? Phật Pháp ở ngay trong cuộc sống, trong mặc áo ăn cơm, trong đãi người tiếp vật. Đại thừa ở nơi đâu? Đại thừa ở trong công việc. Vì thế, Thích Ca Mâu Ni Phật thuở ấy được nhiều người tôn kính như vậy. Quý vị thấy pháp hội này có hơn 2 vạn người tham dự. Con số hơn 2 vạn chỉ là người. Mắt chúng ta không thấy những thính chúng chẳng phải là người. Còn có những thính chúng thuộc các chiều không gian khác biệt. Chiều không gian khác biệt cũng có thể coi như là chư Đại Bồ Tát, Thanh Văn, A-la-hán. Những gì này chẳng thuộc trong lục đạo. Trong lục đạo còn có chư thiên, dục giới thiên, tứ thiền thiên. Phạm chúng là tứ thiền thiên. Kinh văn không nhắc tới tứ không thiên. Vì chư thiên tứ không thiên chẳng đến. Tứ không thiên còn gọi là trường thọ thiên, họ chẳng đến nghe pháp. Bát bộ quỷ thần cũng thuộc dục giới, đều là những hữu tình chúng ta chẳng thấy được. Chẳng biết những thính chúng không trông thấy, nhiều gấp số thính chúng ta thấy được trong hiện tiền bao nhiêu lần. Đến học đều là học Phật Pháp sống động, chẳng phải học thứ chết cứng. Nhất định phải biết điều này. Do vậy, khất qua ý nghĩa ấy, quý vị thấy, khất thực dưỡng thân, khất pháp dưỡng tâm, tâm ấy là chân tâm, chẳng phải là vọng tâm. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là phá ác. Bởi tỳ kheo có 3 ý nghĩa. Ác là gì? Ác là phiền não. Chánh huệ quán sát, phá phiền não ác, kiến tư hoặc tận, hoặc là mê hoặc, đoạn hết kiến tư hoặc. Kiến là gì? Kiến giải sai lầm. Quý vị thấy sai. Tư là quý vị suy nghĩ sai lầm. Hàng ngày quý vị hoàn toàn nhìn sai, nghĩ trật. Vì sao sai trật? Quý vị chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi là trật. Nếu quý vị có cách nhìn chính xác, không sai, cách nghĩ cũng chẳng trật, bèn thoát lục đạo, tiến vào tứ thánh pháp giới. Chỉ cần quý vị ở trong lục đạo, chúng ta phải thừa nhận chính mình thấy trật, nghĩ sai. Đức Phật ban cho chúng ta mấy trường hợp cụ thể. Quý vị hãy xem. Trong kinh nói đến 88 thứ phiền não.
Để dạy kẻ sơ học, Đức Phật lại đơn giản quá, quy nạp 88 thứ thành 5 loại lớn: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, kiến. Là quý vị nhìn sai, kiến giải sai lầm. Đầu tiên, có phải là quý vị nghĩ thân này là ta? Vì có ta, sẽ có tự tư tự lợi, có tiếng tâm, lợi dưỡng, có thị phi, nhân ngã. Đó là sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ hai là biên kiến. Biên kiến là gì? Đối lập. Ta đối lập với người khác, đối lập với sự, đối lập hết thảy vạn vật. Trong tự tánh thanh tịnh viên minh thể, không có thân kiến mà cũng chẳng có biên kiến. Năm thứ kiến hoặc ấy không có, năm thứ tư hoặc cũng chẳng có. Tư hoặc là tư tưởng sai lầm. Năm thứ tư hoặc là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi. Nghi ở đây là nghi hoặc thánh giáo, trên thực tế là nghi hoặc đối với tất cả hết thảy các pháp, trong đó trọng yếu nhất là thánh giáo. Thánh giáo quyết định là chính xác. Người ta đã minh tâm kiến tánh, từ tự tánh mà nói ra, lẽ đâu chẳng chính xác. Chúng ta chưa kiến tánh, thấy người ta do kiến tánh nên thấy những thứ khác với chúng ta, bèn cho rằng người ấy trật rồi. Ta chẳng sai, đó gọi là nghi. Khi nào đoạn sạch kiến tư phiền não, quý vị siêu xuất tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là lục đạo. Vượt thoát tam giới là vượt thoát lục đạo. Ngoài lục đạo có tứ thánh pháp giới: Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Đó là ngoại phàm, tức là phàm phu ở ngoài tam giới. Tuy đã đoạn kiến tư, nhưng chưa đoạn trần sa, chưa đoạn vô minh, vẫn là có phiền não. Nhưng không có phiền não thô nặng, chứ di tế phiền não vẫn còn. Vì thế, tỳ kheo có ý nghĩa phá ác. Nay chúng ta tập khí phiền não nặng nề gần ấy, có thể gọi là tỳ kheo được chăng? Tỳ kheo thật sự làm, tức là thật sự đoạn phiền não. Dùng phương pháp gì? Rất nhiều phương pháp. 84,000 pháp môn đều là phương pháp. Nhưng đối với người sơ học, quan trọng nhất là trì giới. Bắt đầu từ chỗ ấy, quý vị chẳng trì giới, làm sao có thể đoạn phiền não? Do trong nhiều năm như vậy, chúng tôi đã đến nhiều nơi trên thế giới, phạm vi tiếp xúc rất rộng, thấy các đồng tu tại gia chẳng thể hành thập thiện, đồng tu xuất gia chẳng thể thực hiện sa di luật nghi. Vấn đề này nghiêm trọng lắm. Nghiêm trọng đến mức độ nào? Chẳng phải là đệ tử Phật thật sự. Đệ tử Phật thật sự phải nghiêm túc làm. Người khác có làm hay không, chẳng ăn nhầm đến ta. Ta phải làm, quý vị mới có thể thành tựu. Cho nên nói người khác không làm, ta làm để làm gì? Ta làm chẳng phải là bị thua thiệt ư? Vậy là quý vị sai mất rồi. Trên thực tế, quý vị làm sẽ chiếm tiện nghi, kẻ khác chẳng làm sẽ bị thua thiệt. Thua thiệt là kẻ ấy. Kẻ ấy bị thua ở chỗ nào? Bị thua ở chỗ phải tiếp tục luân hồi trong lục đạo. Kẻ ấy bị thua ngay chỗ đó. Quý vị thật sự làm luân hồi một lần này, sau đấy chẳng còn luân hồi nữa, chẳng còn làm chuyện ngốc nghếch nữa.
Nhất là gặp được pháp môn Tịnh Độ, đời sau tôi quyết định sanh về thế giới Cực Lạc. Lục đạo nhường cho quý vị đông chơi, ta chẳng còn chơi đùa với quý vị nữa. Phải có ý niệm ấy thì mới được. Chúng ta đến đâu? Tới thế giới Cực Lạc, cùng vui chơi với chư Phật Bồ Tát, chư thượng thiện nhân, đó là đúng. Tâm ấy phải kiên định. Có kiên định thì quý vị mới chịu buông xuống. Chưa buông xuống được sẽ chẳng thể giảng sanh. Thật đấy, chẳng giả đâu. Phải buông xuống lúc nào? Buông xuống ngay trong hiện tại. Vì sao? Chúng ta chẳng biết sẽ chết lúc nào. Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta, mạng người trong hơi thở, một hơi thở không hít vào được sẽ sang đời sau. Cho nên phải buông xuống ngay trong hiện tại. Buông xuống sẽ thật sự tự tại. Buông xuống, phiền não sẽ nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng. Vì vậy, quý vị thấy tỳ kheo vượt thoát tam giới, vượt khỏi lục đạo luân hồi, nhưng chưa vượt thoát mười pháp giới. Ý nghĩa thứ ba là bố ma. Ma ở đây là ma dương. Như Niết Bàn thuyết, ma tánh cấu, tánh ma ô nhiễm, cấu là ô nhiễm. Cứ Trung Hoa Đại Từ Điển, cấu hữu bát nghĩa, kim thủ kỳ nhất, cấu giả ác giả, chẳng lành. Tệ, kỳ tha, thắng kỷ. Này chúng ta nói cấu tệ là ngạo mạn. Đố kỵ người khác hơn mình, trong tâm khó chịu. Đó là sai lầm. Tâm đố kỵ cũng là bẩm sanh. Quý vị đức chú tâm quan sát sẽ thấy gì? Trẻ nhỏ 3-4 tháng, bé con còn chưa biết đi, còn đang bò. Quý vị để hai đứa bé cạnh nhau, chúng lớn như nhau. Quý vị cho đứa trẻ này một miếng đường để ăn, đứa bên cạnh trông thấy ghen tị, nó cũng rất khó chịu. Quý vị quan sát cẩn thận sẽ thấy. Vì thế đố kỵ ngạo mạn là phiền não bẩm sinh, là tập khí nhiều đời nhiều kiếp. Nếu không khéo rèn luyện dạy dỗ từ nhỏ, làm sao đoạn được phiền não? Người chẳng có tâm đố kỵ, tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh không có đố kỵ. Trong tâm bình đẳng không có ngạo mạn. Đó là tánh đức. Trong hết thảy chỗ, hết thảy mọi lúc, gặp những sự việc, trong tâm vẫn khởi lên ý niệm ấy, thì phải ngay lập tức hồi quang phản chiếu. Công phu của chúng ta thua kém quá xa. Hồi quang phản chiếu là giác. Cổ Đại Đức đã nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Hễ giác, quý vị bèn quay lại, sinh lòng hổ thẹn, sám trừ nghiệp chướng. Sám trừ nghiệp chướng là gì? Đây mọi người gọi là phát lộ sám hối. Sau khi phát lộ sám hối, gặp chuyện vẫn làm y hệt. Làm y hệt xong rồi, mai lại phát lộ. Hàng ngày phát lộ có ích gì đâu, chứ gì phải biết, khi thật sự sám hối, sẽ chẳng còn tạo nữa. Phát lộ sám hối có lợi gì chăng? Phát lộ sám hối là biểu diễn trên sân khấu, nhằm khuyên người khác, rất tốt. Dùng chính mình làm gương để khuyên dạy người khác, đó là tốt, tự lợi, lợi tha. Nhưng lợi ích chân thật
là sau đó không tạo nữa. Khổng Phu Tử đã nói bất nhị quá, nghĩa là chỉ phạm khuyết điểm một lần, chẳng còn lặp lại nữa. Phu Tử tán thán, Ngài có học trò đông gần ấy, chỉ có một người làm được, tức là Nhan Hồi. Ngài khen Nhan Hồi bất nhị quá. Do vậy biết, những học trò khác đều không làm được. Quý vị mới biết chuyện này khó khăn, chẳng dễ dàng. Trong Phật môn, A-la-hán mới có thể bất nhị quá, chẳng phải là phàm nhân. Do vậy, đã phát tâm xuất gia, phải thật sự làm. Các bệnh này vô cùng sâu, có thể sinh ra cả đống ác nghiệp. Do vậy, tâm đố kỵ vô cùng xấu, cho nên coi thường nó, phải thống thiết đổ công sức để đây. Ma là như vậy đó, ngạo mạn đố kỵ, do vậy hắn là ma, chẳng phải là Phật. Cố hoài khủng bố, thấy người khác tốt đẹp hơn mình, trong tâm khó chịu, sợ người khác lại hơn mình, hữu cụ kỳ nhân, đa hóa chúng sanh. Người tu hành ấy, tức tỳ kheo, giáo hóa chúng sanh, chúng sanh đều theo người ấy. Người ấy có nhiều tín đồ. Mà là sinh lòng đố kỵ, vì sao? Hắn tranh giành tín đồ với quý vị. Chẳng đề hạ bất cứ thủ đoạn nào để lôi kéo tín đồ, phá hoại, chướng ngại quý vị, khiến cho tín đồ của quý vị nảy sanh hiểu lầm, xa lìa quý vị, để hắn lôi kéo làm chuyện như vậy. Vì thế hắn sợ người tu hành ấy, đa hóa chúng sanh, đồng xuất sanh tử, không kỳ cảnh giới. Trong không cảnh giới của ma là gì? Người trong ma giới ít đi, Phật giới đông người hơn. Hắn sợ điều này, cố sanh khủng bố. Nhân nhân xuất gia thọ giới, uyết ma thành tựu, địa hành dạ xoa, không hành dạ xoa, thiên hành dạ xoa, chuyển chuyển tán thán, thanh quyền dục giới lục thiên, ma văn tâm bố. Ma là thiên vương của đại lục thiên. Ma vương chính là thiên vương cõi tha hóa tự tại thiên. Vì sao? Người ấy phát tâm xuất gia thọ giới, uyết ma là hoàn thành nghi thức thọ giới. Quỷ già xoa lần lượt truyền nhau tán thán. Đệ lục thiên tha hóa tự tại thiên vương nghe biết, trong tâm tha hóa tự tại thiên vương cũng rất khó chịu, vì ông ta có lòng đố kỵ, ghen ghét Phật, Bồ Tát, sẽ độ thoát từng chúng sanh trong lục đạo. Người thuộc quyền thống trị của ông ta sẽ dần dần ít đi. Dục giới do ông ta thống lệnh. Hiện thời quý vị phải biết, Ma Dương rất sung sướng, rất quan hỷ. Vì sao? Xuất gia thọ giới chẳng thật, là giả. Ai có thể trì giới? Ai có thể làm được? Mà xét thấy hiện thời các đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, thì kẻ tại gia chẳng thể hành thập thiện, kẻ xuất gia chẳng thể hành sa di luật nghi, mà có thể vui sướng đến chết, chẳng phải lo âu tí nào. Thật sự có một hai người, đương nhiên ma vẫn có lòng đố kỵ, những người thật sự xuất gia thọ giới rất ít.
mà chẳng bận tâm. Nếu có nhiều người mà sẽ lo ngại. Khi rất ít người thật sự xuất gia thọ giới, người có cùng một tâm, tâm cùng một lý này, đương nhiên mà chẳng bận lòng. Vì thế chúng ta chớ nên chẳng biết điều này. Chúng tôi giới thiệu ba ý nghĩa của tỳ kheo đến đây. Chúng ta học những văn tự này, trí huệ sẽ mở mang. Chúng ta nên học theo cách nào? Phải biết tận hết sức tránh né những chướng ngại trên đường Bồ Đề ư? Chướng ngại tuyệt đối nhất định phải có. Quý vị thấy đó. Quý vị thật sự muốn tu đạo, lục dục thiên chẳng dung tha, sẽ luôn chướng nạn quý vị. Quý vị thật sự thành công thì thưa quý vị, lục dục thiên là đại thiền tri thức. Vì sao? Ông ta khảo đảo, thử thách quý vị mỗi ngày, kết quả là quý vị vượt qua được. Ông ta sẽ đảnh lễ quý vị, tôn quý vị làm thầy, hộ trì pháp quý vị, biến thành thần hộ pháp. Ông ta là người tốt, chẳng phải là kẻ xấu. Quý vị không vượt qua được, không vượt qua được sẽ phải trở lại. Ông ta bèn vùi dập quý vị. Vì vậy, những kẻ thử thách chướng ngại ta đều là Phật Bồ Tát, là thiện tri thức. Hãy suy nghĩ hiện thời, chẳng phải là quý vị có thể thành tựu hay không đều cậy vào những kẻ làm phiền thử thách quý vị đó ư? Không có họ, làm sao chúng ta có thể vượt lên cao hơn được? Sau mỗi lần chứng nạn, chắc chắn sẽ được nâng cao hơn với một mức độ lớn. Bất luận là trí huệ hay phước báo, thảy đều được nâng cao. Đây là kinh nghiệm của chúng tôi trong gần 60 năm học tập. Kinh nghiệm này vô cùng quý báu. Chúng ta lại xem đoạn tiếp theo. Giải thích chữ đại. Trước chữ tỳ kheo thêm một chữ đại. Đại giả, phạn ngữ di ma ha. Đây là chữ dịch âm trong kinh Phật. Tiếng Phạn là ma ha, tiếng Hán là đại. Nó cụ hữu tam nghĩa, nghĩa là nó có ba ý nghĩa là đại, đa và thắng. Đại giả Di Đà Sớ Sao Dân, Thiên Dương Đại Dân Sở Cộng Kính Ngưỡng, Phi Tiểu Đức Giả Danh Đại. Tỳ kheo trì giới, tu định là bậc đại đức. Do giới đắc định. Nếu quý vị chẳng trì giới, tâm tán loạn, rất nhiều vọng tưởng, những vị thiên vương và bậc đại dân chẳng tôn kính quý vị. Quý vị thật sự trì giới, tâm sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là định. Những thiên vương và đại nhân thấy quý vị mạnh mẽ hơn họ, họ chẳng bằng quý vị, để nào chẳng tôn kính quý vị. Giới phải thực hiện từ nơi đâu? Quý vị chớ nên không biết điều này. Làm từ Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên. 113 chuyện trong Đệ Tử Quy có làm được hay chăng? Thật sự làm. 195 chuyện trong Cảm Ứng Thiên là quả báo thiện ác. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, quý vị có thể tương ưng với những chuyện ấy. Quý vị có thiện, có thể đoạn trừ ác. Quý vị là đại đức, chẳng phải là tiểu đức.
Người trong thế gian hiện thời chẳng tôn trọng quý vị. Nhưng thiên địa quỷ thần tôn kính, ủng hộ quý vị. Họ nhìn thấy, con người chẳng nhìn thấy. Người thế gian thật sự có học vấn, có đức hạnh, sẽ nhìn thấy dáng vẻ của quý vị khác hẳn. Huống hồ những vị này là đệ tử Phật, mỗi ngày học tập giáo huấn của Đức Phật. Chư vị nhất định phải nhớ học tập, chú trọng tài tập. Tập là thực hiện. Những gì quý vị đã học, nếu làm không được, chỉ có học, không có tập, sẽ biến thành gì? Biến thành học thuật, biến thành Phật học. Học rồi làm được, đó là học Phật. Người ấy giống hệt Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thật sự học được tịnh ảnh. Trong phần trước đã giới thiệu tịnh ảnh sớ. Trong tịnh ảnh sớ có nói khoáng bị cao đức, quá dư cần học. Quá là vượt hơn, cố danh di đại, đức cao, học rộng. Ngài học nhiều thứ lắm. Đức cao là gì? Những gì Ngài đã học đều làm được. Làm được, đức bèn cao. Học rất nhiều, đó là học phú. Học rộng nhưng chẳng làm được, tức là có học vấn rộng rãi nhưng đức chẳng cao, không được rồi. Đó là học giả. Hiện thời gọi học giả là chuyên gia, chẳng thể gọi là thánh hiền. Người thật sự làm được thì là thánh hiền. Làm được phân nửa là hiền nhân. Thấy đều có thể làm được thì là thánh nhân. Đó là ý nghĩa của chữ đại. Lại nói đến đa, đa giả nội điển ngoại tịch, vô bất bát thông, phi quả giải giả, danh đa. Điều này nói về quán học đa văn. Nội điển là điển tịch nhà Phật, là giáo huấn của Phật Bồ Tát. Ngoại tịch là trừ Phật Pháp ra, tất cả tôn giáo, tất cả học thuật, không gì Ngài chẳng thông đạt. Vì sao Ngài thông đạt? Trong quá khứ, Tổ sư Đại Đức Trung Quốc đã bảo, một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Một môn thông, môn nào cũng đều thông. Vì sao? Thông là gì? Kiến tánh là thông. Chưa kiến tánh sẽ chẳng thông. Vì sao có thể kiến tánh? Hết thảy các pháp chẳng lìa tự tánh. Hết thảy tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian, thiện pháp, ác pháp, toàn bộ đều từ tự tánh lưu xuất. Vấn đề là quý vị thật sự hiểu. Từ một pháp, quý vị tham cứu, trở nên nghiên cứu. Nghiên cứu là gì? Quý vị dùng tâm ý thức thì là nghiên cứu. Lìa tâm ý thức là tham cứu. Tham cứu mới có thể kiến tánh. Nghiên cứu chẳng thể kiến tánh. Do vậy, khoa học gia có thể phát hiện A-lại gia, nhưng chẳng thể kiến tánh. Vì sao? Kiến tánh nhất định phải lìa tâm ý thức, tức là chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt,
chẳng chấp trước bèn kiến tánh. Khoa học gia vẫn phân biệt, vẫn chấp trước, vẫn khởi tâm động niệm. Vì thế, những thứ họ học được là tri thức, chẳng phải là trí huệ. Buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống sẽ là trí huệ, chẳng phải là tri thức. Trí huệ là một thông, hết thảy đều thông. Huệ Năng Đại Sư là một tấm gương rất hay. Ngài chưa hề đi học, nhưng quý vị hỏi Ngài về pháp thế gian lẫn xuất thế gian, không có gì Ngài chẳng thông. Thời ấy, không có ai hỏi những vấn đề khoa học, nhưng nếu hỏi Ngài, Ngài sẽ trả lời. Hiểu toàn bộ, chẳng có gì không hiểu. Xưa nay, trong ngoài nước, khoa học hiện thời gọi là thế giới vĩ mô và thế giới vi mô. Không có gì Ngài chẳng hiểu. Chưa hề tiếp xúc, nhưng chỉ cần tiếp xúc bèn thông đạt. Vừa nhìn hay nghe, liền hiểu rõ toàn bộ. Một thông, hết thảy đều thông. Đấy là đa. Đa do tinh chuyên mà có. Văn từ Trung Quốc rất hay khéo, tinh là thông. Chẳng tinh sẽ chẳng thông. Học dẫu nhiều nhưng không tinh nên chẳng thông. Học một thứ mà tinh sẽ thông suốt toàn bộ. Ở ngoại quốc không tìm được văn tự như Trung Quốc. Đó là phù hiệu trí huệ. Văn tự Trung Quốc quả thật là trí huệ. Nó chỉ dạy quý vị. Vì thế tổ tiên không có bí mật gì. Do họ không có tâm đố kỵ, luôn mong mỗi con cháu có thể hơn họ. Có thể vượt hơn hay chăng? Thưa quý vị, chắc chắn là chẳng thể. Vì họ bình đẳng, quý vị đạt đến trình độ ấy sẽ bình đẳng với họ, chẳng có cách nào vượt hơn. Giống như một khối cầu, quý vị thông suốt toàn bộ, trên khối cầu chẳng thể nhô ra chút nào, mà cũng chẳng thể hụt đi chỗ nào. Vì thế Phật Pháp Đạo Đồng là do đạo lý này. Bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng giác. Quý vị cũng trở về thanh tịnh bình đẳng giác. Do vậy, hãy chú ý hai chữ tinh thông. Hai chữ ấy ý vị vô cùng. À, ngày hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học tới đây. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
nào.